Mến chào các bạn. Sáng hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2022. Thấm thoát là bây giờ là nửa năm rồi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề có thể nói rằng tương đối thời sự hiện nay trong nghiên cứu khoa học. Đó là vấn đề chuyển giao những cái kết quả nghiên cứu lâm sàng đến thực hành lâm sàng. Thì đây là một cái bài nói chuyện tôi được mời nói trong cái hội nghị khoa học thường niên lần thứ 30 của cái Hiệp hội Nghiên cứu Y khoa ở Úc Châu, tức là ASMR đó các bạn. ASMR là viết tắt của chữ Australian Society for Medical Research. Thì đây là một cái hội nghị nó cũng không lớn gì đâu người, nhưng mà nó rất là đầm ấm. Thì hôm qua thì tôi nói bằng tiếng Anh, hôm nay thì tôi nói bằng tiếng Việt theo yêu cầu của một vài bạn message cho tôi, hỏi cho tôi nói gì trong đó. Thì tôi nghĩ là ý tưởng cũng hay, vậy thì thôi bây giờ mình nói tiếng Việt ngay cho nó dễ hiểu. Thì cái bài nói chuyện này nó không có lâu đâu, chỉ có mười mấy phút thôi. Thì để mà đi thẳng vào vấn đề thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện nó cũng lâu rồi, cách đây 28 năm. Lúc đó thì cái labo của chúng tôi ở Viện Nghiên cứu Y khoa Gã Vân đó, có công bố một cái bài báo khoa học rất là quan trọng. Thì trong cái bài báo đó chúng tôi nói rằng đã phát hiện ra cái gen tên là vitamin D genes. Tức là vitamin D, tức là vitamin D receptor. Thì đây là một cái công việc nghiên cứu hết sức là công phu. Đầu tiên là chúng tôi làm nghiên cứu trên những người mà sinh đôi đó. Những người sinh đôi thì rất là lý tưởng cho nghiên cứu khoa học. Thì chúng tôi mới xác định được rằng là những cái mà gọi là khác biệt về mật độ xương giữa các cái cá nhân là do di truyền. Thì bước thứ hai cũng là nghiên cứu cho những người sinh đôi. Thì chúng tôi mới phát hiện được rằng là những người này là họ có một cái xác suất mà họ chia sẻ những cái genotype, tức là những cái biến thể gen của cái VDA này rất là cao. Thì coi như là đó là bước thành công đầu tiên. Sau đó chúng tôi triển khai sang một cái nghiên cứu và đoàn thể lớn hơn, là độ khoảng chừng đó chắc không phải cỡ 2.000 người. Thì chúng tôi cũng khám phá ra y chang như vậy. Và thế là chúng tôi công bố cái bài báo này, công bố kết quả này trên tạp chí Nature. Thì khỏi nói các bạn cũng biết tạp chí Nature rất là nổi tiếng, thành ra là cái nghiên cứu đó được coi là seminal, tức là một cái nghiên cứu mà gần như là đột phá trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu và loãng xương, thành ra là nhận được rất là nhiều comments, rồi nói sao nhỉ? Tức là khen ngợi, nhưng là khen ngợi. Nhưng mà 3 năm sau thì qua kiểm tra sổ sách trong labo nghiên cứu đó các bạn, mà kiểm tra cũng bình thường thôi, tức là trường học lab mỗi tuần thì là tất cả đều là trình bày trên để mà coi. Thì qua kiểm tra thì chúng tôi mới phát hiện rằng một số mẫu lúc đó như là 56 mẫu là bị mẫu máu nó bị nhiễm, nó bị contaminated, tức là và khi mà cái mẫu máu mà bị contaminated thì cái việc mà genotyping nó không có tốt, không có chính xác. Thành ra là chúng tôi phải báo cho tập san nếu chưa biết. Đây là một cái sai sót và chúng tôi phải phân tích lại cái dữ liệu. Thì nói chung thì bị có 56 mẫu mà nó bị sai sót, thành ra là nó không có làm thay đổi cái kết quả nghiên cứu về lâu về chung. Thành ra là cái findings đó, tức là cái mà phát hiện nó vẫn có ý nghĩa như thường, nó vẫn valid, tức là nói theo kiểu mà tiếng Anh mình nó vẫn gọi là hợp lý. Thì sau đó là hơn 100 cái nghiên cứu khác trên khắp thế giới là người ta cố gắng lặp lại cái kết quả đó. Thế nhưng mà họ lặp lại không có được. Một quả không phải là lặp được, một số thì lặp lại được, nhưng mà một số thì không có tìm thấy cái mối liên quan.
Như các bạn biết là trong các nghiên cứu khoa học thì chuyện nó rất là bình thường. Thành ra là có một cái đồng nghiệp ở hình như Đại học Newcastle thì phải. Thì lúc đó thì anh ta có một cái cô nghiên cứu sinh từ Thái Lan. Thì cái cô này làm một cái nghiên cứu mà phân tích tổng hợp đó, tức là meta analysis. Thì nhiều lắm, phân tích hơn 100 bài báo thì chỉ ra là vẫn có mối liên quan với chỉ số phi là 9 nhân cho 10 lũy thừa trừ 16, nhưng mà tức là nó rất là mạnh. Thế nhưng mà câu chuyện nó không ngừng ở đó. Thì đâu khoảng chừng vài năm sau thì một cái nghiên cứu lớn hơn, tức là gần, để mà tôi nhớ chắc cũng phải cỡ 10 16 17 ngàn là người tham gia nghiên cứu này, thì họ không tìm ra cái mối liên quan giữa VDI genotype và autoprocessor phenotype, tức là không có mối liên quan gì cả. Thì câu chuyện đó là nó tới đó đó, và cho tới bây giờ thì cái kết quả của nghiên cứu này mặc dù công bố trên tạp chí rất là nổi tiếng là đấy, chưa vẫn chưa gọi là triển khai trong thực tế. No translation so far. Đó, đó là câu chuyện. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này nó rất là tiêu biểu cho cái tình trạng mà nghiên cứu mà khoa học trên thế giới hiện nay, chứ không phải chỉ riêng cho cái labo của chúng tôi. Do đó là tôi phải đi tìm hiểu một chút xíu về cái con đường mà triển khai các cái mà nghiên cứu lâm sàng, tức là những cái stage, tức là những cái giai đoạn mà nghiên cứu lâm sàng. Thì cách đây cũng lâu lắm rồi, trên mà tập san JAMA đó các bạn, năm 2007 á, thì ba cái tác giả này có mô tả một cái báo cáo của Viện Y tế Hoa Kỳ, NIH. Thì trong cái báo cáo của Viện Y tế Hoa Kỳ á, họ phân chia các nghiên cứu lâm sàng thành 5 giai đoạn, từ T0 cho tới T4. T0 là những nghiên cứu mà cơ bản, tức là basic research. Thì đây là những nghiên cứu mà có mục tiêu chính là xác định hoặc là định nghĩa các cái mà cơ chế của các mối liên quan. Thì những nghiên cứu mà cơ bản như vậy đó, thì bao gồm nghiên cứu trên động vật, trên chuột này nọ, rồi nghiên cứu tiền lâm sàng, hay là những nghiên cứu mà genome-wide association studies, những nghiên cứu mà chúng tôi đang làm đó, là mô của tôi đang làm đó, hiện nay đó đang làm đó. T1 là những nghiên cứu mà triển khai những nghiên cứu từ kết quả nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu trên con người, để mà mình hiểu hơn về cái cơ chế mà trên người. Thì đây là những nghiên cứu ví dụ như là biomarker, mã cơ, những nghiên cứu mà khám phá một loại thuốc hoặc là các cái mà đối tượng để mình điều trị. Thứ hai là bắt đầu từ con người sang đến bệnh nhân. Thì đây là những cái giai đoạn quan trọng nhất. Đây là các cái nghiên cứu mà các bạn hay thấy trong cái Ivan đó, tức là các cái nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên giai đoạn 1, 2, 3, 4 vậy. Giai đoạn 3, thứ 3 là từ bệnh nhân sang đến thực hành lâm sàng. Rồi thứ 4 là từ thực hành lâm sàng sang đến cộng đồng. Thì đây là những nghiên cứu về dịch tễ học, rồi nhân dân nghiên cứu về cost effectiveness, tức là lợi ích kinh tế y tế. Thì đó là cái bốn giai đoạn nghiên cứu. Theo tôi thấy là trong bốn trong năm giai đoạn này á, thì cái giai đoạn mà từ T0 cho tới T2 này, tức là giai đoạn mà chuyển giao những kết quả nghiên cứu mà cơ bản đến nghiên cứu mà trên con người này, rất ư là khó khăn. Thành ra là mình phải hết sức là cẩn thận và nghiên cứu thử coi nó khó khăn như thế nào. Thì để cho các bạn biết cái khó khăn như thế nào thì tôi xin trình bày, tôi xin đọc một cái bài báo cho các bạn xem. Bài báo đó là từ nhóm tác giả thuộc Đại học Stanford ở bên Mỹ. Thì vào năm 2003 họ công bố bài này trên tạp san American Journal of Medicine. Tôi trong chuyên ngành thường hỏi thường gọi là Green Journal, tức là tạp san màu xanh. Thì trong nghiên cứu này các bạn, các tác giả này họ làm một cái họ ứng dụng một phương pháp rất là thú vị. Họ dùng một cái computer algorithm, một cái thuật toán computer đó, họ
tìm tất cả những cái bài báo công bố cho những tập san mà lớn và nổi tiếng số 1 trên thế giới. Đó là những tập san như là Nature, Science, Cells, Journal of Clinical Investigation, Journal of Experimental Medicine. Lúc đó Eli chưa có. Thành ra là đại khái là đây là những cái tập san mà nếu mà các bạn có một bài báo trên đó là gọi là đời của bạn lên hương đó. Đó là những tập san lớn như vậy đó. Thì họ tìm ra đâu được khoảng chừng 25.000 bài báo từ năm 1979 cho đến năm 1983. Tôi xin nhắc lại đây là những bài top trên top trên top nha. Tức là nó là top 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 1% trên đó đó, chứ không phải là những bài báo bình thường là nhàn đâu. Thì cũng dùng cái thuật toán computer thì họ mới phát hiện ra là có khoảng chừng 500 bài báo trong số 25.000 bài báo như thế này nè, là có một cái gì đó có thể triển khai sang nghiên cứu trên con người. Rồi từ 500 bài này, trong thực tế chỉ có 100 bài thôi, 100 bài thôi là được triển khai sang các cái nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng đối với ngẫu nhiên, tức là thi hại. 25.000 chỉ có 100 bài thôi, tức là 0.4% dân số này. Nhưng mà tình trạng nó còn tồi tệ hơn nữa các bạn. Trong số 100 cái nghiên cứu lâm sàng này chỉ có một cái nghiên cứu là dẫn đến phát triển một loại thuốc mới, chỉ có một nghiên cứu thôi các bạn, tức là 99 các cái nghiên cứu lâm sàng này là coi như là không có thành công đấy. Thành ra là từ cái kết quả mà nghiên cứu căn bản hay là nghiên cứu trên động vật mà chuyển đến mà con người mà có thể sử dụng được á, các bạn nhớ đến đi, 1 trên 25.000, tức là 0.004%, và cái này nó phải đòi hỏi 30 năm sau đấy. Thành ra các bạn thấy với một cái kết quả như vậy, với một cái thực tế như vậy, thì làm sao mà các cái cơ quan mà tài trợ cho nghiên cứu khoa học nói rằng là anh phải là làm sao trong vòng 3 năm hay là 5 năm anh phải có cái gì mà được ứng dụng trong thực tế, làm gì có cái chuyện đó. Không bao giờ có cái chuyện mà từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng thực tế mà chỉ có 3 năm, cũng không có bao giờ có. 5 năm cũng không có, 10 năm cũng không có. Mà cho dù có đi nữa thì cái xác suất nó cũng rất là thấp. Mà ở đây là chúng ta đang nói là những cái nghiên cứu mà rất là lớn và công bố trên tập san gọi là hàng nữa là cream of the cream đó. Mà nó còn như vậy. Đấy. Thành ra chúng ta phải thực tế một chút xíu khi mà đầu tư cho nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lâm sàng. Tôi là lạc đề rồi, tôi đang bức xúc cái chuyện 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 bên này với chuyện bên Việt Nam nữa. Ok, đó thì cái tình 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 hình thực tế nó là như vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao nữa các bạn, là bây giờ nếu mà mình chia các cái nghiên cứu lâm sàng thành 3 giai đoạn đi, tức là giai đoạn nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyển giao translational side, tôi tạm gọi nghiên cứu chuyển giao, và clinical side tức là khoa học lâm sàng. Và cái trục tung này mình coi như là cái resource, tức là tài nguyên đó. Thì cái nghiên cứu về căn bản là mình nhận được rất nhiều tài nguyên, hiểu theo nghĩa là mình được tài trợ, và thường thường là do các cái trung tâm nghiên cứu hoặc là các đại học nghiên cứu người ta làm. Còn cái clinical side á, là bắt đầu là chuyển giao cho kỹ nghệ rồi. Thành ra là mà bên kỹ nghệ thì họ có rất là nhiều tiền, thành ra là họ có thể làm như thế này. Nhưng mà cái translational side, tức là cái nghiên cứu mà chuyển giao đó, cái giai đoạn chuyển tiếp từ basic research sang clinical research đó, nó gọi là valley of death, tức là cái thung lũng tử thần. Là tại sao vậy? Tại vì các bạn thấy nè, cái resource nó rất là thấp, không có ai gọi là tài trợ cho các cái nghiên cứu như vậy cả. Thành ra là nó gặp rất là nhiều khó khăn từ cái giai đoạn này sang giai đoạn này. Thì những cái khó khăn đó là những khó khăn gì? Đây, tôi liệt kê ra hàng loạt các cái khó khăn. Thứ nhất á, là cái vấn đề mà tái lập, rất nhiều các cái kết quả nghiên cứu nó không có được tái lập, thành ra làm sao mà chuyển giao thành là thực tế được. Cái thứ hai nữa là rất nhiều các nghiên cứu cho dù có được tái lập đi nữa nhưng mà nó không có hữu dụng, tức là nó không có cái clinical utility, tức là không có sử dụng được, không có sử dụng được.
rồi những cái vấn đề khác liên quan đến cái kỹ thuật, liên quan đến những cái mà regulatory, tức là những cái mà cơ quan mà người ta kiểm soát, ví dụ như Bộ Y tế, ví dụ như FDA, rồi tức là mình phải qua tất cả mấy cái đó mới đến cái này được, đến lâm sàng được. Rồi vấn đề quyền gọi là riêng tư, rồi incentive, tức là cái incentive là cái tức là người ta phải động cơ người ta mới làm đó các bạn. Nếu mà những cái mà nghiên cứu mà nếu nếu mà cái chủ đề của cái nghiên cứu mà chỉ trên chỉ khoảng chừng vài chục người trên thế giới thì chắc chắn là cũng không có bao nhiêu người là muốn dấn thân vào những cái nghiên cứu như thế để mà chuyển ra thành clinical science. Rồi vấn đề hợp tác với nhau nữa, thành ra là tất cả những cái vấn đề này là nó có thể xem nó như là cái rào cản giữa basic research và clinical science. Thì trong những cái này tôi chỉ tập trung vào hai cái vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là reproducibility, mà tôi tạm dịch nó gọi là tái lập đấy. Thì sáng nào tôi hay bị dị ứng đấy rồi. Thì cách đây cùng 17 năm thì ông giáo sư John Ioannidis, ông là người cũng Hy Lạp, bây giờ ông đang làm ở Đại học Stanford, thì ông có công bố một cái bài báo rất là thú vị. Trong cái bài báo đó thì đây có bạn cái tựa đề nào là tại sao mà đa số những tại sao mà phần lớn các cái kết quả, các cái phát hiện mà đã được mà công bố là sai. Và ông ấy dùng cái chữ là it can be proven, tức là có thể chứng minh. Và các bạn biết trong nghiên cứu mà khoa học thực nghiệm mà dùng chữ chứng minh là nặng nề lắm nha, bởi vì chỉ có toán người ta mới chứng minh thôi, chứ trong khoa học đâu chứng minh được. Nhưng mà ông khẳng định là ông có thể chứng minh được là phần lớn những cái mà là công bố khoa học là đều là sai cả. Thì cái bài báo này, cái bài luận văn thì đúng hơn, là nhận được rất nhiều trích dẫn. Các bạn thấy nè, từ năm 2005 cho tới nay là được trích dẫn là 11.036 lần, và con số vẫn tăng. Thì các bạn biết rằng đa số những nhà khoa học họ làm cả đời thì cũng chưa được một cái con số này, nó chưa được nuôi một bài báo. Thì để mà nói rằng là đây là một cái bài báo gây ảnh hưởng rất là lớn trong chuyên ngành, và ông ấy trở thành một trong những người, một trong những tác giả là được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới. Rất nhiều tác giả có những cái gọi là trích dẫn nhiều trên thế giới, kể cả tôi cũng vậy, nhưng mà để mà gây ảnh hưởng trên thế giới thì ông này là những rất ư là hiếm hoi, thành ra là phải công nhận và là ông ấy rất giỏi. Và khi mình đọc cái bài báo mình thấy rất được thuyết phục, thì tôi không có đi sâu vô bài báo các bạn. Bài báo đó nó sử dụng những cái lý thuyết mà base, tức là Bayesian statistics, để mà chứng minh rằng là đa số những cái kết quả nghiên cứu mà công bố trên các tạp chí khoa học đều là dởm, sai, false, rất là nặng nề. Thì trong thực tế thì ông ấy nói rất là đúng. Ví dụ như là bài báo này là cũng được công bố trên tạp chí Nature vào năm 2002. Thì lúc đó thì bên ung thư học á, người ta có rất là nhiều tiền, thì họ phát hiện ra hàng loạt các cái gen mà có liên quan đến ung thư, rồi họ dùng cái thuật toán để mà họ tạo ra một cái chữ ký, họ tạo ra một cái chữ ký gen gọi là expression profile đó, và họ tuyên bố trên cái bài báo trên Nature, họ nói rằng cái profile hay là chữ ký này á, là có thể dự báo những cái outcome của những người mắc bệnh ung thư, và họ dự báo còn tốt hơn, tức là outperform tốt hơn tất cả những cái yếu tố lâm sàng mà hiện nay đang sử dụng. À, đấy các bạn đấy.
ra là họ đại khái là xin nhắc lại nha, là họ tìm ra một số gen rồi nghe họ tạo ra một cái chữ ký gen trên những cái gen đó, và họ nói rằng cái chữ ký gen đó nó có thể tiên lượng ung thư và các cái outcome từ các bệnh nhân ung thư tốt hơn tất cả all tốt hơn tất cả những cái yếu tố lâm sàng mà các bác sĩ đang sử dụng. Và họ nói rằng á, là những cái kết quả này á, những cái phát hiện này á, là cung cấp ra một cái chiến lược để mà chọn bệnh nhân làm sao mà họ có thể hưởng lợi từ dụng ngoài điều trị. Rất là promising như vậy. Thì lúc đó tôi theo đuổi nghiên cứu về gen mà, thành ra là tôi đọc cái báo này là cái ý tưởng mà gọi là tạo ra chữ ký gen, thú thật với các bạn là tôi cũng học từ mấy người này, nhưng mà tôi làm bên chuyên ngành loãng xương, anh nói tôi để ý bài bản này lắm. Còn cái tôi để ý thử cái sau này nó có thực, nó khi mà người ta validate tức là nó làm nghiên cứu quay trở lại nó có đúng vậy không, thì đấy úp sorry đây đây năm 2006 tức là 4 năm sau thì cũng có một cái nhóm khác làm nghiên cứu, nó validate lại cái chữ ký đó, thì nó thấy rằng nó là cái chữ ký đó hầu như là không hiệu quả gì hết trơn. Thì các bạn thấy rằng cái này cái biểu đồ này nó hơi khó diễn giải các bạn, nhưng mà đại khái rằng nó là viết tắt cái chữ AUC, tức là area under the curve, khi mà AUC mà bằng 0.5 có nghĩa là vô dụng, AUC mà bằng 1 là có nghĩa là tuyệt vời. Thì thường thường những cái gì mà có thể ứng dụng trong lâm sàng AUC nó phải từ 0.8 0.7 trở lên thì đúng hơn. Nhưng mà các bạn thấy rằng trong tất cả các cái outcome của mà các bệnh nhân ung thư này không có một cái là outcome nào mà đạt đến cái AUC 0.7 chứ đừng có nói 0.8. Thành ra là coi như là những cái gì mà những tác giả đó mà người ta tuyên bố gọi là ồn ào trên bài báo đó hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại. Và cho đến nay thì coi như là cái chữ ký đó cũng rơi vào quên lãng rồi, đâu có ai gọi là ứng dụng nó được đâu. Thành ra đấy các bạn thấy nghiên cứu về gọi là di truyền học rồi nghiên cứu về hệ gen nó rất ư là tốn kém, nhưng mà là chuyển giao nó cũng rất ư là khó. Nên đó chính là lý do mà tại sao mà khi mà chúng tôi làm nghiên cứu về hệ gen trên loãng xương chúng tôi rất là cẩn thận, chúng tôi đi từng bước từng bước từng bước một, chứ không phải giống như mấy ông này là tuyên bố vung vít dữ dằn quá, mà cho tới bây giờ là tôi còn chưa dám gọi là tuyên bố cái gì cả. Đấy, thành ra mình phải rất là cẩn thận, vì mai mốt mình không còn làm nữa nên người ta tìm thấy lại nó, người ta validate cái mô hình của mình, nó này sai be bé, nhưng nó thì kỳ lắm. Đấy, nhưng mà nghiên cứu khoa học thì mình phải chấp nhận là có sai sót. Ok, thì đó là ví dụ. Mà ví dụ thứ hai nữa là rất nhiều các cái mà nghiên cứu mà di truyền khác mà từ là cái nghiên cứu bên mà thần kinh rồi tâm lý học rồi nghiên cứu về di truyền, nghiên cứu về loãng xương của tôi rồi nghiên cứu về rất nhiều gene mà người ta tuyên bố rằng đã khám phá qua. Thế nhưng mà khi mà replicate lại, tức là khi mà người ta validate lại, các bạn thấy đâu có nhiêu đâu. Ví dụ trong chuyên ngành loãng xương của tôi là có 150 gen, nhưng mà thực ra khi validate lại chỉ có 3 hay là 9 gen mà thôi, tùy theo cái vị trí mà mình đo, mật độ xương mình đo. Hay là đối với mọi người cái blood pressure là 149 gen, nói rằng nó có liên quan đến mà blood pressure tức là cao huyết áp đó, nhưng mà khi mà validate là zero, không có một cái gen nào có liên quan cả. Thành ra nghiên cứu về di truyền các bạn thấy nó rất là mạo hiểm ha. Thế thì vấn đề được đặt ra là bây giờ mình làm sao để mà mình cải thiện cái xác suất mà cái xác suất mà cái phát hiện của mình là đúng, là sự thật. Thì tôi nghĩ cái này đó, tôi có thể dành ra cả ngày, cả một cái bài giảng khác để mà nói, nhưng mà tôi chỉ nói chung chung thôi. Thứ nhất đó, là mình cần phải hợp tác với nhau để mà tạo ra một cái nghiên cứu thật là lớn. Chứ một cái nghiên cứu mà bình thường, ví dụ như là vài trăm bệnh nhân hay là thậm chí cả 1.000 bệnh nhân thì nó không có nghĩa lý gì hết trơn các bạn. Đó chính là lý do mà tại sao khi mà chúng tôi tạo ra cái nghiên cứu mà loãng xương ở Việt Nam, tức là Việt Nam Osteoporosis Study, tức là VOS, chúng tôi quyết định là phải làm 4.000 người. Và trong tương lai á, nếu mà tôi có dịp mà gọi là đi về Việt Nam mà thường xuyên hơn, tôi sẽ gọi là thuyết phục là mình phải làm nghiên cứu trên không hẳn 4.000 người nữa, mà chúng tôi sẽ cố gắng tìm một cái cách làm sao đó mà làm nghiên cứu trên ít nhất là 100.000 người.
thì mình mới có thể gọi là tự chủ được. Chứ còn nếu mình làm nghiên cứu trên vài chục người thì cũng chẳng ai hợp tác với mình đâu. Mình làm nghiên cứu trên 1-2 ngàn người thì có người hợp tác với mình để mà trở thành một cái collaborative research. Cái thứ hai nữa là mình cần phải thiết kế cái nghiên cứu cho nó chặt chẽ hơn, và đặc biệt là cái phân tích thống kê nó cũng phải cho nó đúng hơn. Vì rất nhiều các cái mà bài báo khoa học mà công bố trên các tạp chí khoa học để mấy cái phân tích thống kê là tào lao hết trơn, sai hết. Cái thứ ba mà tôi nghĩ rất là quan trọng đó là cái sự mà minh bạch. Trước đây á, thì khi mà người ta công bố một bài báo thì mình chỉ tin vậy thôi, chứ mình đâu có biết được cách họ làm ra làm sao, rồi cái dữ liệu nó có đúng hay sai ra làm sao. Quay lại cái ví dụ mà tôi nói ngay từ đầu đó các bạn, là cái nghiên cứu mà trong lab của tôi đó, thì chúng tôi gọi là tuân thủ theo cái quy ước khoa học rất là chặt chẽ. Thành ra khi mà chúng tôi phát hiện là chúng tôi tự động tôi báo thôi, tự động báo với tạp chí. Chứ nếu mà chúng tôi mà không báo thì cũng đâu ai biết là chúng tôi đã sai sót 56 cái mẫu đó đâu. Không, nhưng mà chúng tôi tự động, bởi vì mình đến từ một cái viện nghiên cứu nó có uy tín, thành ra là mình không thể nào mà là không đúng quy ước được đó các bạn. Thành ra là cái vấn đề minh bạch nó rất là quan trọng. Minh bạch ngày nay á, có nghĩa là mình phải chia sẻ những cái mà chất liệu nghiên cứu khoa học, chia sẻ dữ liệu và chia sẻ thậm chí computer code để cho người ta xem. Rất nhiều người á, là người ta phân tích cái dữ liệu của anh ta, nhưng mà khi mà tôi mà xem lại á, cái dữ liệu vậy có anh ta, tôi mới phát hiện là rất nhiều cái sai sót trong đó các bạn, rất nhiều cái sai sót mà tôi không hiểu tại sao mà các cái chuyên gia bệnh viện nó không có phát hiện được. Vậy, thực ra mình cũng nói mình cũng không nên đổ thừa anh ta, là bởi vì là tác giả đâu có cho coi mấy cái đó đâu mà phát hiện, phải không? Cái chuyên gia bệnh viện nó chỉ đọc được cái bản thảo thôi, nó đâu có biết được mấy cái mà chất liệu nghiên cứu ra làm sao, đâu biết được mẫu máu thế nào, đâu có thấy mẫu nước tiểu được lưu trữ ra làm sao, không thấy được cái dữ liệu là nó sạch hay là nó dơ như thế nào, đâu có thấy mấy cái đó đâu. Đấy, thành ra là tôi nghĩ cái sự minh bạch rất là quan trọng. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng đó, một yếu tố khác để mà cải tiến cái sự mà gọi là cái xác suất mà true findings đó, là tôi nghĩ rằng đó là cái chỉ số P là phải thấp hơn 0.05. Gần đây đó, thì có một số các cái đồng nghiệp kêu gọi là không có là các cái tập san khoa học đó là phải đặt cái chỉ số P là dưới 0.001, chứ 0.05 là vẫn chưa tốt. Bởi vì nếu mà mình đạt 0.05 là coi như là rất nhiều phát hiện, và những phát hiện đó là toàn là sai. Không phải giờ toàn là sai 30% là đúng hơn, 30% những cái phát hiện mà chỉ số P mà dưới 0.05 là sai. Thật ra là mình phải làm sao mà đặt cái threshold, tức là cái chuẩn để mà gọi là tuyên bố khám phá, nó phải thấp hơn chứ không phải có cái 0.05 nữa. Thì cái này thì tôi cũng viết nhiều trên các cái tạp san khoa học mà tôi mà làm biên tập, các bạn, tôi làm editor, thì mỗi lần mà tôi lên editor của tạp san nào tôi viết một cái bài tôi nói rằng bây giờ là phải làm sao mà cải tiến cái xác suất mà mình tìm ra cái khám phá là sự thật. Thì tôi viết về chung quanh những vấn đề này nè. Đó thì các bạn thấy rồi. Hồi nãy là tôi đang nói cái vấn đề mà tái lập được không, nào nãy giờ tôi nói là tái lập nhưng mà có một vấn đề khác nữa, không phải chỉ là tái lập mà vấn đề là cái nghiên cứu mình có hữu dụng hay không, có ứng dụng trong lâm sàng hay không. Hồi nãy các bạn thấy là đa số các cái nghiên cứu như ông Ioannidis nói là đa số các nghiên cứu là đều sai. Sai đây có nghĩa là không có tái lập được, tức là cái những cái người khác mà người ta lặp lại nghiên cứu, người ta không lặp lại kết quả được. Đa số nghiên cứu là vậy. Nhưng mà cho dù những nghiên cứu mà các kết quả được lặp lại đi nữa thì cái kết quả nó cũng không có ý nghĩa lâm sàng, tức là không có thể ứng dụng được trong lâm sàng, tức là not useful. Đấy các bạn. Thì đây là cái bài báo một lần nữa lại ông cho Ioannidis chỉnh sửa. Ông giải thích rằng tại sao đa số các cái nghiên cứu mà lâm sàng là nó không có hữu dụng, không có ứng dụng được trong cái không ứng dụng được trong việc mà quản lý hay là điều trị bệnh nhân đó. Và không ứng dụng được tại sao vậy? Tại vì nó thiếu cái chất thơ. Cái này tôi xin lỗi, tôi nói thầy vui.
cái chữ poem đó, poem tiếng Anh nó gọi là bài thơ đó, nhưng mà poem ở đây có nghĩa là patient oriented evidence that matters, tức là những cái bằng chứng mà liên quan đến bệnh nhân nhưng mà có thể thay đổi cái thực hành lâm sàng. Do đó là những cái nghiên cứu mặc dù nó mang tính tái lập cao nhưng mà nó không có tính hữu dụng trong lâm sàng. Nó không có tính hữu dụng trong lâm sàng là bởi vì nó thiếu cái yếu tố Holmes. Đấy. Nó thiếu yếu tố Holmes là tại sao? Là tại vì tác giả giải thích, tác giả gọi là trả lời một cái câu hỏi mà có lẽ bác sĩ không quan tâm, hoặc là cái outcomes mà tác giả mà phân tích có thể là bác sĩ và bệnh nhân nó cũng chẳng cần gọi là quan tâm, hoặc là cái kết quả nó không có thay đổi cái thực hành lâm sàng của người bác sĩ. Do đó khi mình nói poem có nghĩa là nếu mà các bạn thiết kế một cái nghiên cứu mới thì các bạn phải để ý đến ba cái này. Thứ nhất là cái câu hỏi nghiên cứu mà bạn trả lời đó là phải là câu hỏi nghiên cứu mà người bác sĩ người ta đang quan tâm hay là người ta đang đối phó. Thứ hai là cái outcome mà các bạn chọn đó phải là cái outcome mà bác sĩ và bệnh nhân người ta quan tâm. Thứ ba là nếu mà cái nghiên cứu đó thành công mà cho ra kết quả thì cái kết quả đó phải làm sao phải phải đủ mạnh, phải đủ sức thuyết phục rằng là người ta sẽ thay đổi cái cách thực hành lâm sàng. Ví dụ hồi nào giờ người ta giải phẫu theo phương pháp A, nếu mà nghiên cứu của bạn cho thấy rằng phương pháp A nó không có tốt bằng phương pháp B chẳng hạn, và người ta sẽ thay đổi cái thực hành lâm sàng thì cái đó nó gọi là poll. Đa số các nghiên cứu nó không có được poll. Thành ra là tôi mới nghĩ ok vậy thì bây giờ là mình có thể định lượng hóa cái mà tính mà hữu dụng trong lâm sàng á, bản công thức này core chia cho S, core là viết tắt của chữ, Q là cái câu hỏi nghiên cứu á, là người mà mình làm á, là phải là câu hỏi nghiên cứu có ý nghĩa lâm sàng. O là cái outcome là người bác sĩ và bệnh nhân người ta quan tâm. R là cái tính tái lập nó phải cao. Cái Y là cái effect size các bạn, tức là cái sự khác biệt giữa hai nhóm chứng và nhóm can thiệp đó, gọi là size, là nó phải actionable, tức là phải có thể dẫn đến hành động. Ví dụ như các bạn làm một nghiên cứu mà nói rằng ok bây giờ tôi phát hiện ra cái can thiệp này là nó có thể giảm cái nguy cơ gãy xương là 2%, thì tôi bảo đảm các bạn chẳng ai quan tâm đâu, là vì cái đó nó không phải là actionable effect size, tức là cái hiệu quả nó thấp quá. Nhưng mà các bạn nói rằng effect size này á là tôi sẽ giảm cái nguy cơ gãy xương 50%, cái đó là actionable, cái đó là vì là sẽ làm thay đổi cái mà thực hành lâm sàng đó, thành ra là y là trên này. Nhưng mà trong y khoa thì chúng ta tìm những cái gì nó rẻ tiền, nó inexpensive, nó đơn giản và người bác sĩ người ta có thể sử dụng được. Tức là thay vì nếu mà để tôi chẩn đoán béo phì mà bắt tôi phải đo bằng DEXA mà nó tốn tiền lắm, thành ra là tôi chỉ cần đó là chiều cao cân nặng là đủ rồi, là đó simplicity là tôi đặt nó yes. Thì tất cả những cái này á là tất cả trên này mình nhân mình chia cho s thì cái u này á là nó càng cao thì càng tốt đấy các bạn đấy. Thành ra đó là cái cách mà tôi nghĩ tôi định lượng hóa cái khả năng mà mình có thể chuyển dạng cái nghiên cứu sang thực hành lâm sàng. Nhưng mà để mà kết thúc cái bài này á thì tôi xin nói một chút xíu về cái hành trình của tôi, là làm sao mà mình triển khai từ một cái nghiên cứu mà ở dịch tễ học sang thực hành lâm sàng. Thì cái thời mà thập niên 90, đầu thập niên 90 đó các bạn, thì loãng xương đó là được chẩn đoán là dựa vào mật độ xương hoặc là được thời chủ yếu là dựa vào mật độ xương hoặc là X-ray, nhưng mà bây giờ không ai dùng X-ray nữa. Và cái quyết định điều trị là dựa vào cái mật độ xương, nếu mà chỉ số thi là dưới dưới hoặc là bằng 2.5, tức là dưới hoặc bằng cho phải dưới hoặc là có tiền sử gãy xương. Thế nhưng mà lúc đó thì chúng tôi mới phát hiện là ủa
đa số những bệnh nhân mà bị gãy xương là họ không có bị osteoporosis, họ không bị osteoporosis là họ không có nằm trong cái khoảng mà T-score này đa số. Như vậy thì nếu mà mình điều trị chỉ mấy người này á, có lẽ là mình bỏ sót rất là nhiều với người khác. Mấy người khác người ta bị gãy xương, người ta không có bị loãng xương nhưng mà người ta bị các cái vấn đề khác, nào là tan nhã hay là sử dụng những mấy loại thuốc như corticosteroid gì như vậy để tất cả như đó. Thành ra vấn đề là làm sao mà mình nhận dạng người ta. Thì vào thập niên mà 90 á, thì đa số các nghiên cứu là tập trung vào yếu tố nguy cơ. Đến năm 2000 á, thì lúc đó là cái lab của tôi lúc đó có Nguyên, Nguyên bác sĩ Nguyên á, Nguyễn Đình Nguyên á, tham gia. Thành ra là hai anh em chúng tôi bàn nó bây giờ là mình phải làm sao mình triển khai từ các cái mà nghiên cứu mà từ risk factor này sang một cái mô hình nào đó, để mà mình có thể nhận dạng những bệnh nhân này tốt hơn. Và thế là chúng tôi làm, chúng tôi công bố hai bài báo. Bài thứ nhất công bố vào năm 2007, bài thứ hai 2008. Thì trước chúng tôi công bố trước cả cái mô hình FACS của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng mà bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới là nó có cái chữ WHO nó mạnh quá, thành ra là nó được nhiều sự thể xanh hơn chúng tôi, nhưng mà thật ra chúng tôi là những người làm trước họ chứ không phải họ làm trước mình đâu nghe. Rồi sau đó thì hàng loạt các cái mà nghiên cứu mà validation trên khắp thế giới là nó cho thấy rằng hai mô hình này rất là tốt, có thể ứng dụng được. Rồi trong các cái mà tập sang đó các bạn, là có người ta dành ra nhiều cái số đặc biệt để mà bàn về hai cái mô hình này. Rồi cái hội nghị mà trong chuyên ngành loãng xương trên khắp thế giới, người ta cũng dành những cái phiên họp để bàn về hai mô hình. Rồi các cái nhóm mà gọi là bệnh nhân đó, người ta cũng đề nghị rằng là phải đưa hai mô hình lại vào cái practice guidelines, thì phải 20 năm sau đó, thì cái mô hình đó nó mới được gọi là tức là từ lúc mà mình nghiên cứu đó, cho tới mà nghiên cứu mà triển khai thành cái mô hình có thể đưa vào sử dụng là 2015 nữa, thì khoảng chừng 20 năm. Ê, thì đó các bạn thấy nó rất là dài phải không? Nhưng mà mình theo đuổi nghiên cứu để làm cái gì? Mình làm theo đuổi nghiên cứu khoa học để làm cái gì? Chắc chắn là không phải để mà gọi là có giải thưởng, có giải thưởng thì cũng vui đó. Chắc chắn không phải để làm giàu, chắc chắn là không phải để làm dày cái lý lịch. Tôi biết nhiều người người ta muốn làm vậy lý lịch bằng cách là công bố cho thiệt nhiều nhưng mà cái đó nó không phải là người làm khoa học chân chính. Chúng ta theo đuổi cái nghiên cứu khoa học là để mà đem lại phúc lợi cho xã hội, cái đó là cái ưu tiên số 1. Còn nếu mà các bạn dấn thân vào nghiên cứu khoa học mà không nghĩ đến cái đó thì thôi đừng có làm, đi tìm gì khác làm đi. Do đó là đây là cái slide cuối cùng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về trường hợp của bà Thu Du Du. Tôi rất tiếc là không biết đọc tên tiếng Anh, tiếng Hoa của bà là cái gì. Bà là 84 tuổi. Bà được trao giải Nobel năm 2015 vì có công cái khám phá cái hoạt chất mà có thể mà giúp mà điều trị những người mà bị malaria sốt rét các bạn trên khắp thế giới. Thì lúc đó thì Việt Nam người ta nói rằng là cũng khám phá trước hay gì đó tôi không biết. Cái đó bây giờ Việt Nam mình chỉ nói trên báo vậy thôi chứ không có thấy trên báo chí khoa học này nọ. Thì cái trường hợp của bà Thu Yu Yu này rất là quan trọng, là bà không có bằng tiến sĩ, bà không có công bố một cái bài báo nào gọi là trên các cái tập san gọi là quan trọng cả. Thật ra suốt đời bà chỉ công bố được có 5-6 bài báo và trên cái tập san là nhàn thôi. Và tôi nói là nhà là tôi phải để trong quạt kép nha. Và bà không có một cái giải thưởng nào hết trơn á, domestic prize. Nhưng mà các bạn thấy đấy, bà giúp cho hàng triệu người, một người như vậy thì quá xứng đáng được giải Nobel, đâu có cần gì rồi phải 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 công bố trên hai profile paper phải không? Hai hai profile journals. Thế nhưng mà cái khổ nổi á, là cái văn hóa mà gọi là khoa bản hiện nay thì nó lại đặt nặng vào cái chuyện mà publication, đặc biệt là những cái publication mà trên cái tập san lớn, đặt nặng vào cái việc mà gọi là tìm tài trợ, đặt nặng vào cái việc là đăng ký bằng sáng chế. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái sự mà
lệch lạc giữa cái culture hiện nay và cái lý tưởng trong nghiên cứu y khoa. Thì khi mà tôi kết thúc cái bài nói chuyện với tôi trong cái hội nghị mà hội mà nghiên cứu y khoa của Úc đó, thì tôi thấy ở dưới rất nhiều người có vẻ cũng cũng thích, nó vỗ tay. Đấy. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cái tình hình mà chuyển giao từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu mà có thể ứng dụng trong lâm sàng hiện nay, nó là như thế. Thành ra là nếu mà các bạn đang hay là sắp gọi là dấn thân vào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu y khoa, các bạn phải chọn cái đề tài nào và có thể giúp ích cho bệnh nhân, có thể đem lại phúc lợi cho bệnh nhân nhiều nhất, chứ đừng có chọn cái đề tài nào mà để mà làm dày cái lý lịch hay là để mà mình chiếm giải này giải kia. Mấy cái đó nó không có, mấy cái đó rồi nó cũng qua đi, nó không có để lại cái gì cho đời đâu. Ok, tôi xin ngưng cái bài nói chuyện ở đây. Thật ra khi mà tôi nói các bạn, tôi nói gì nữa, tôi nói gì có 10, 12, 13 phút thôi, nhưng mà nói tiếng Việt thì mình cứ hơi dài dài tâm sự tâm xiết này nọ rồi nó hơi dài chút. Hy vọng là các bạn thưởng thức cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin ngưng ở đây.